Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin buổi sáng hôm nay thứ ba, ngày 12 tháng 9 năm 2023. Bình Phát cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công. Thưa các bạn, trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới khởi động tuần giao dịch mới trong xu thế tăng, đưa giá vàng miếng trong nước vượt lên sát mốc 69 triệu đồng một lượng. Giới phân tích nhận định trong ngắn hạn, giá vàng thế giới còn chịu áp lực giảm từ xu hướng tăng của tỷ giá đồng đô la và lợi suất trái phiếu kho bạc của Mỹ. Ở trong nước, giá vàng tiếp tục bứt phá lên sát mốc 69 triệu đồng một lượng. Do đó, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới được giãn rộng lên mức 13 triệu đồng một lượng so với giá vàng miếng và 1 triệu 300 nghìn đồng một lượng so với giá vàng nhận bố số 9. Hiện, giá vàng SJC niêm yết ở chiều mua phổ biến ở quanh mức 68 triệu 200 nghìn đồng một lượng và ở chiều bán quanh mức 68 triệu 900 nghìn đồng một lượng. Giá vàng nhận bố số 9 niêm yết ở hai chiều mua bán cao nhất tại 56 triệu 300 nghìn đồng một lượng và 57 triệu 250 nghìn đồng một lượng. Cụ thể, vào thời điểm sáng nay, giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh niêm yết ở chiều mua vào tại mức 68 triệu 200 nghìn đồng một lượng, chiều bán 68 triệu 900 nghìn đồng một lượng. Tại Hà Nội, giá vàng đang niêm yết ở chiều mua tại mức 68 triệu 200 nghìn đồng một lượng, còn ở chiều bán 68 triệu 920 nghìn đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại SJC 700 nghìn đồng một lượng. Cùng tại thời điểm, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji niêm yết giá vàng mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh ở mức 68 triệu 150 nghìn đồng một lượng và 68 triệu 850 nghìn đồng một lượng. Tại Hà Nội, hiện đang có mức giá thấp hơn so với tại thành phố Hồ Chí Minh khi ở chiều mua đứng tại mức 68 triệu 100 nghìn đồng một lượng và 68 triệu 900 nghìn đồng một lượng chiều bán. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán tại Doji từ 700 cho đến 800 nghìn đồng một lượng. Vàng SJC tại PNG niêm yết giá mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội như sau. Tại Hà Nội đang có mức giá ở chiều mua 68 triệu 250 nghìn đồng một lượng, chiều bán 68 triệu 900 nghìn đồng một lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh có mức giá thấp hơn so với tại Hà Nội khi ở chiều mua đứng tại mức 68 triệu 200 nghìn đồng một lượng, còn ở chiều bán 68 triệu 900 nghìn đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại PNG 700 nghìn đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Phú Quý SJC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 68 triệu 150 nghìn đồng một lượng, chiều bán 68 triệu 900 nghìn đồng một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu, ở chiều mua đứng tại mức 68 triệu 250 nghìn đồng một lượng, chiều bán 68 triệu 880 nghìn đồng một lượng. Tại Mỹ Hồng SJC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 68 triệu 300 nghìn đồng một lượng, còn ở chiều bán 68 triệu 700 nghìn đồng một lượng. Tại ngân hàng Exim Bank, ở chiều mua đang giao dịch tại mức 68 triệu 300 nghìn đồng một lượng, chiều bán 68 triệu 800 nghìn đồng một lượng. Giá vàng nhẫn bố số 9 vàng nữ trang. Theo đó, ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 21 triệu 901 nghìn đồng một lượng đến 56 triệu 300 nghìn đồng một lượng. Còn ở chiều bán có mức giá niêm yết từ 23 triệu 901 nghìn đồng một lượng đến 57 triệu 250 nghìn đồng một lượng. Tiếp theo, mời các bạn hãy cùng theo dõi tỷ giá ngoại tệ tại thị trường chợ đen. Thưa các bạn, áp lực mất giá đối với vàng thế giới đang dịu đi nhờ đồng đô la Mỹ giảm giá. Hôm qua, chỉ số đồng đô la Mỹ
thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt khác đã giảm 0,37%, lùi về 104,7 điểm. Tuần trước, chỉ số này đã vượt qua 105 điểm, mức cao nhất trong 10 tháng trở lại đây. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định xu hướng tăng của đồng đô la Mỹ sẽ duy trì nhờ tăng trưởng kinh tế của Mỹ đang mạnh hơn so với các nền kinh tế khác như là Trung Quốc, Nhật Bản hay là châu Âu. Trong một tháng trở lại đây, đồng đô la Mỹ đã tăng hơn 1,5%. Vàng được định giá bằng đồng đô la nên xu hướng tăng của đồng đô la gây áp lực giảm giá lên vàng. Ngoài ra, vàng, tài sản không mang lãi suất còn chịu áp lực mất giá từ đà tăng của lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ giữ lãi suất cao hơn trong thời gian lâu hơn. Lãi suất trái phiếu kho bạc của Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện đang dao động ở quanh mốc 4,3%, cách không xa mức đỉnh của 16 năm là 4,36% thiết lập vào cuối tháng 8. Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch của sàn CME, các nhà giao dịch đang đặt cược khả năng 93% Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 9 và khả năng 43% Fed sẽ nâng lãi suất trong thời gian còn lại của năm nay. Theo nhà kinh tế trưởng Lee Aspiva của công ty Taptilai, nếu Fed giữ lãi suất cao hơn trong thời gian lâu hơn, đó sẽ là điều tồi tệ nhất đối với vàng. Tuần trước, giá vàng đã giảm khoảng 1,1% sau 2 tuần tăng liên tiếp. Tuần này, tâm điểm chú ý của giới đầu tư vàng là cuộc họp chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB vào phiên ngày hôm thứ Năm và các số liệu kinh tế của Mỹ, đặc biệt là dữ liệu lạm phát tháng 8. Nếu các quan chức của Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB bày tỏ quan điểm về nền kinh tế khu vực Eurozone, đà tăng giá của đồng đô la có thể sẽ được đẩy mạnh hơn, gia tăng sức ép mất giá đối với vàng. Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng CPI của Mỹ sẽ được công bố trong phiên ngày hôm thứ Tư. Tiếp đó là báo cáo chỉ số giá sản xuất PPI vào phiên ngày hôm thứ Năm. Các số liệu này được cho là sẽ ảnh hưởng nhiều đến quyết định lãi suất của Fed trong cuộc họp diễn ra vào ngày 19 và 20 tháng 9 tới. Theo chiến lược gia trưởng ông Gary Billing Stanley của Global Advisor cho rằng, dù báo cáo CPI cho thấy lạm phát tiếp tục giảm, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân PCE, thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng hơn, vẫn đang phản ánh sự dai dẳng của lạm phát. Nếu như suy thoái kinh tế xảy ra mà lạm phát vẫn cao, vàng sẽ phát huy tối đa vai trò kênh đầu tư an toàn. Thưa các bạn, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin buổi sáng hôm nay, thứ Ba, ngày 12 tháng 9 năm 2023 trên kênh của Minh Phát. Đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Chúc các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công. Các bạn cũng đừng quên nhấn giúp Minh Phát một like nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.